Kính thưa quý vị và các bạn, tính dụng đen là cụm từ gây ám ảnh với người nghèo chẳng may chướng nợ của dân chuyên cho vay nặng lãi. Chúng bóc lột các con nợ đến tận cùng, bất chấp đạo đức và pháp luật. Để kiên quyết xóa bỏ loại hình cho vay nặng lãi này, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 766 chỉ đạo các ngành và địa phương ra soát xử lý nhằm xóa bỏ nạn tính dụng đen hoành hành, gây bức xúc cho xã hội phản ánh vấn đề này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh xóa tính dụng đen của tác giả lê ngọc diễm qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên hồ Trái trong giai chiến duy hằng trong giai mỹ vợ chiến kim liên trong giai bà năm tường duy trong giai tuấn minh hiển đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn như mọi khi sáng sớm chiến đã ra ngoài cà phê với các cộng sự còn việc trông coi cửa hàng xe đạp thì giao lại cho vợ là Mỹ. Hôm nay khi Chiến vừa về tới thì Mỹ liền nói ngay. Sáng giờ em chờ anh về, sao bữa nay cà phê gì lâu dữ vậy? Thì có mấy thằng bạn, tụi nó làm ăn ở địa bàn kế bên. Anh em ngồi lại rút kinh nghiệm nghề nghiệp. Có chuyện gì mà anh thấy em sốt ruột quá vậy? Bữa nay khách hàng cũng đông. Lúc ngơi tay em ngói lên tivi thì thấy đưa tin ông thủ tướng ông gửi công điện cho các cấp ra lệnh xóa hết tín dụng đen. Không biết mai mốt mình còn làm ăn được nữa không đây á Ô, tưởng gì Em cứ yên tâm mà lo cái cửa hàng này đi Chuyện làm ăn kia để anh lo Tại em yếu bốn vía á Chứ anh thì bình chân như vậy Bởi họ nói hoài mà có dẹp được đâu Lần này thì cũng vậy thôi Trời ơi em nghe nói hả Khi có chuyện quan trọng và cấp bách Thì nhà nước mới gửi công điện Để em nhớ coi In như là công điện số 766 thì phải á Đâu anh lên mạng xem đi Nếu như bị cấm nhặt á thì mình mất nguồn thu lớn lắm đó nghe. Mấy ông nhà nước họ làm theo luật, còn mình chỗ nào lách được thì cứ lách. Mấy lần mình bị tố, họ cũng tới đây kiểm tra, nhưng có chứng cứ gì đâu mà hành mình. Anh cũng hay thiệt nghe, mọi việc đều giao cho thằng Hải tắm ngón. Cho nên khi họ tới đây chỉ có quá đơn, chứng từ của mặt hàng xe đạp thôi. Quá hợp pháp hen. Nè nè, lỡ nó bị dính rồi nó khai ra mình thì sao anh? Chế gì, từ một thằng cù bơ cù bất anh kéo nó về làm cho mình gần chục năm nay ơn ờ, nghĩa cỡ đó sao nó dám phản mình anh chia tỷ lệ cho nó cũng ok mà em nhưng em nghe đâu á ông thủ tướng giao cho lãnh đạo địa phương làm quyết liệt lắm kiên quyết xóa triệt để đó nghe ôi chừng nào thiên hạ trở thành đại gia hết á thì lúc đó mình mới thất nghiệp Yên tâm đi bà xã em vẫn lo biết đâu đổ bể rồi họ tóm mình luôn thì chắc chết quá thằng hải nó ma lành lắm có để tên tuổi ai cụ thể đâu. Nó có cách ghi chép riêng. Bất quá bị tịch thu tiền mặt trong ngày đó thôi. Cái cửa hàng này chỉ là bình phong. Mình cho dai mới là nguồn thu khủng. Vì vậy anh luôn cẩn thận mà. Thì em chỉ nhắc anh thôi. Giờ anh kêu mấy đứa chở hàng đi giao giùm em. Quá đơn đây nè anh. Được rồi, anh kêu liền. Mấy ngày nay bà Năm mất ăn mất ngủ vì đám đòi nợ thuê. 30 triệu bà dai để đưa chồng đi mổ mới 3 tháng mà vốn lẫn lãi lên đến hơn 100 triệu. Thấy bà quá khổ, hàng xóm khuyên bà nên trình báo với chính quyền địa phương và bà đã làm theo. Ủa, dì Năm, có việc gì mà trưa nắng gì tới đây vậy? Vô vô trong này ngồi cho mát này dì. Chú Tuấn ơi, tôi khổ quá à. Cả chục ngày nay á, tôi đòi nợ thuê á, nó làm cả nhà tôi điêu đứng. Nó nói ba ngày nữa mà không trả đủ là nó đốt nhà. Sợ quá nên tôi lên đây báo với mấy chú, nhờ chính quyền giúp đỡ. Đầu đuôi ra làm sao? Dì kể cho con nghe cụ thể coi. Lạ vậy, ba tháng trước ông nhà tôi đi cấp cứu, sau đó phải mổ, chi phí gần ba mươi triệu. Nhà tôi đâu có tiền, cũng không biết hỏi mượn ai bây giờ. Có người chỉ cái tờ rơi có số điện thoại mà người ta cho dai, kêu tôi gọi là họ đem tiền tới nhà luôn hà. Vậy là dì làm theo? rồi họ có nói lãi suất bao nhiêu thủ tục ra làm sao có thủ tục gì đâu nó đưa tờ giấy hợp đồng kêu gì ký nó nói à, năm ngày đóng lãi một lần còn vốn à, chừng nào trả cũng được vì mừng hết sức vậy. vì lúc ngặt nghèo à, mà họ cho mượn dễ dàng như vậy rồi gì trả lãi được bao nhiêu rồi trả được 8 lần cũng hơn tiền vốn rồi đó chú tuấn vì năn nỉ để từ từ gì trả tiếp nhưng nó cứ làm hung dữ nó nói không trả thì nó không bảo đảm tính mạng cả nhà gì thậm chí đốt nhà gì luôn đó chú tuấn mà con nhớ gì có người con làm ăn khá giả lắm sao lại phải đi dây tội xã hội đen vậy dì năm dì cũng nói thiệt luôn mấy năm trước con gái dì á có một lần lời qua tiếng lại với ba nó hai cho con bất quà. nó nói từ đây về sau mạnh ai nấy lo nó không có biết tới vậy là ông nhà tôi từ mặt nó luôn thì ra là vậy. Bây giờ dì bước qua phòng bên để thư ký ghi lại những việc gì kể, rồi nộp cho công an. Anh em căn cứ vô đó mà xử lý. Vậy nghe dì Năm. Dạ dạ, vậy là nhờ mấy chú giúp dùm. cho tình cảnh này khổ không có sao kể xiết chú Tuấn ơi. Giờ dì đi theo con. Một tuần sau, công an triệu tập gia đình Chiến mời bà Năm và một vài nạn nhân của đám đòi nợ thuê đến trụ sở để làm việc. Bà Năm bước vô trụ sở thì nhận ra con gái mình. Ủa sao, sao, sao có vợ chồng bay ở đây nữa Còn má Má đi đâu đây Tôi cũng bất ngờ khi biết chủ nợ là con gái dì Năm Theo lời khai của tên Hải Thì anh chị là người điều hành đường dây cho dây nặng lãi Ở thị trấn này Đúng không Anh nói anh chi nặng nề vậy Tôi chỉ giúp đỡ bà con lúc khó khăn Lãi suất thỏa thuận thôi Chứ có cho dây nặng lãi gì đâu Trời ơi Nói vậy, nói vậy tụi bay là người hành hạ tao với ba bay á, ở hôm nay đó hả? còn hăm vỏ đốt nhà nữa chứ. Tại mấy thằng đó làm quá, chứ vợ chồng con á đâu có suối biểu chuyện đó. Lâu nay ở thị trấn xuất hiện nhiều nhóm tín dụng đen, nhằm vào những gia đình công nhân mất việc trở về quê, lợi dụng lúc họ chưa ổn định cuộc sống. Bọn họ ra chiêu trò hỗ trợ dây vốn không cần thế chấp, rồi sau đó xiết người dây đến đường cùng. Vợ chồng tôi thì khác nghe, tôi mua bán đàng hoàng, còn thằng Hải nó khai lung tung, mấy anh phải kiểm tra cho chính xác chứ, không có chứng cứ mà làm phiền như thế này là tôi kiện đó. Chị yên tâm, chúng tôi làm việc theo pháp luật, chứ không phải cảm tính. Đây, đây là biên nhận của dì Năm. Dì mượn 30 triệu, nhưng đã trả lãi hơn 40 triệu rồi. Gia đình gặp khó khăn do có người bệnh. Vậy mà anh chị cho khủng bố tinh thần, đe dọa đủ thứ. Lấy gì để khẳng định má tôi dai tiền của tôi chứ? Chị quên là thằng Hải tám ngón, ký tên bên cho dây sao? Nhìn kỹ đi. Thì các anh làm việc với nó, sao lại làm phiền vợ chồng tôi chứ tưởng chị thành khẩn hợp tác không ngờ cố tình chối quanh chúng tôi có đủ chứng cứ để truy tố anh chị về tội cho vay nặng lãi có hành vi khủng bố đe dọa người khác và phá hoại tài sản của công dân thôi 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 cho dì xin đi chú tuấn dì chỉ nhờ chính quyền yêu cầu chủ nợ thư thả đừng bức bách gia đình gì để dì còn tinh thần mà mần ăn kiếm tiền trả cho họ còn việc truy tố tù tội thì dì sợ lắm trước sau gì á thì các anh cũng làm rõ hả thôi thì tôi cũng thừa nhận là có cho vay nhưng việc đe dọa hành hung siết tài sản của con nợ á là do nhóm đàn em nó làm chúng tôi còn biết anh giao cho bọn đòi nợ thuê hành hung người ta vì vậy mà chúng đâu từ thủ đoạn nào nạn nhân đang ngồi trước mặt anh chị đó nếu anh hợp tác tích cực thì mức án sẽ khác với thái độ thách thức coi thường pháp luật giờ anh chị qua đây giết tường thuật đi chú để thằng chiến nó giết chú cho con mỹ ngồi đây Chị muốn nói chuyện với nó một chút Dạ được, vậy anh Chiến đi theo tôi Mỹ, ba con bệnh hơn ba tháng nay Má chạy đôn chạy đáo để đem ổng lên Sài Gòn mổ Dù ổng nói là từ mặt Nhưng má biết ba con cũng mong tụi bay về thăm ổng lắm Con, con cũng hối hận vì đã vô lễ với ba Nhưng chưa dám về nhận lỗi Nay gặp má ở đây, con thấy mình càng tội lỗi hơn Má cũng đâu có ngờ vợ chồng con lại làm cái chuyện thất đức này. Hai bên nội ngoại từ xưa giờ luôn sống có nghĩa có tình với nhau. Vậy mà con của má lại làm khác. Lúc đầu vợ chồng con cũng mua bán bình thường. Nhưng thấy nhu cầu vay vốn của người nghèo xung quanh nhiều lắm. Nên nảy ra ý định cho vay ngắn ngày. Rồi dần dần thấy tiền lời tăng nhanh. Mới mở rộng cho vay nhiều đối tượng. Kể cả dân cờ bạc luôn á người ta nghèo còn phải chịu lãi cao rồi bị mắng giết khi không đủ tiền đóng lãi mình làm giàu từ đồng tiền đau khổ của họ tội lắm con thật ra thì anh chiến cũng có ra lệnh cho thằng hải kêu nó phải mạnh tay mới thu hồi vốn và lấy lãi triệt để được cho nên có khi lãi suất đến ba trăm phần trăm một năm đó má Con giàu có sang trọng như vậy trong khi cô bác xa cơ lỡ giận cần tiền để sống họ nhận một mà trả tới mười vậy chính con đã làm cho họ khổ càng thêm khổ nữa giống như trường hợp của má nè giờ má nói con mới giật mình chứ mỗi ngày thằng hải đến nộp vài chục triệu cho anh chiến con thấy ham lắm mà con không có nghĩ nhiều người đang khóc vì mình ông bà mình nói có đứa không sức mà ăn để của không bằng để đứt cho con cháu đâu đáng lý con phải dành một phần để chia sẻ với người khó khăn chứ làm sao lại tìm cách bóc lột đến tàn nhẫn như vậy Má ơi, đồng tiền nó lạ lắm, nó thôi thúc người ta tìm mọi cách để có thật nhiều. Vợ chồng con cũng đâu ngoại lệ. Thậm chí gần cả năm không có nhớ đến ba má, không tìm hiểu cuộc sống của ba má ra làm sao. Vì mỗi giờ đều được quy ra tiền đó má. Nếu lần này vợ chồng con bị nhà nước xử lý, liệu đồng tiền bất chính lâu nay á có còn giữ được không con? Má ơi, con xin má rút lại đơn thưa. Tôi con trả lại tất cả số tiền cho má nghe má. Má có thưa kiện gì đâu, chỉ làm tường trình như chú Tuấn biểu thôi. Mà nè, đâu phải một mình má là nạn nhân, còn nhiều người lắm. Anh chị có thể ra về, khi nào cần chúng tôi sẽ thông báo. Nhớ là 30 ngày sắp tới, anh chị không được rời khỏi nơi cư trú đó. Tôi nhớ rồi, thôi mình về em. Má, con xin lỗi má, chiều nay á tụi con sẽ hoàn trả lại tiền cho má, cảm ơn anh đã hợp tác và cam kết khắc phục sớm cho những nạn nhân của anh còn việc xử phạt sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ sẽ áp dụng theo pháp luật quy định chiều nay vợ chồng con qua thăm ba và xin lỗi ba má về cho ba con hay chắc ổng mừng lắm thôi từ nay về sau bỏ cái chuyện làm ăn thất đức đó đi nghe tụi con dạ chưa biết có đi tù hay không chứ con không dám tái phạm nữa đâu má Giờ tôi xin thông báo đến bà con là nhà nước đang có gói hỗ trợ mới cho những người khó khăn dây để phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp, hiện đang triển khai đến người dân. Vì vậy bà con thường xuyên theo dõi báo đài để biết rõ nghe. Trời đất ơi mừng quá, vì cảm ơn chú Tuấn, vừa giúp gì thoát khỏi ám ảnh bởi đám đòi nợ thuê, vừa cho hay nhà nước giúp dân nghèo có vốn làm ăn nữa. Bà con mình nhớ theo dõi thông tin chính thống, đừng nghe theo lời quảng cáo tràn lan mà bị họ lừa chúc bà con mạnh khỏe quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh xóa tính dụng đen của tác giả lê ngọc diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt